Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiền Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho bạn chương trình Aerobe của cái đồng coin LSV. Và các bạn sẽ nhận được 5 cái đồng coin này nhé. Và cái đồng coin này nó đã được list ở trên sàn Flybot này các bạn này. Cái token, cái đồng coin này thì với... Đây này. Đây các bạn có thể thấy này. Giá trị của nó rất là cao các bạn. Tương đương với một tầm 3.000 Satoshi cho một đồng này. Ok, đây thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách nhận nhá. Đây. Các bạn mở bot Telegram của nó lên này. Đấy. Các bạn nhấn start. Các bạn nhấn vào phần Aerobe tag cho mình. Đầu tiên các bạn zone vào nhóm Telegram. Sau đây các bạn sẽ zone vào channel Telegram. Sau đây các bạn follow và retweet bài viết. Đây, các bạn nhấn follow cho mình. Sau đó các bạn nhấn vào like và retweet bài viết. Các bạn sử dụng hashtag LSV chẳng hạn. Ok, tiếp theo nữa là các bạn sẽ follow trang Facebook của nó nhá. Ok, đây thì mình sẽ sử dụng một tài khoản khác. Các bạn nhấn đăng nhập này cho mình này. Sau đó các bạn nhấn vào phần follow Facebook. Đấy, các bạn nhấn vào phần follow Facebook này. Đấy, các bạn nhấn follow. Sau đây các bạn quay trở về và các bạn nhấn vào phần subscribe kênh YouTube. Sau đây các bạn trở về và submit detail cho mình. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng username Telegram bao gồm account ở phía trước. Đấy, tiếp theo các bạn sẽ điền username trader này. Đấy, bao gồm mã cộng ở phía trước cho mình nhá. Tiếp theo nữa các bạn điền username Facebook của các bạn. Cái này cũng bao gồm mã cộng ở phía trước luôn. Ok, các bạn điền email của mình vào. Các bạn điền ví ERC20 cho mình nhá. Các bạn sử dụng công nghệ ví ERC20. Các bạn có thể sử dụng ví Trust Wallet này, ví MyEtherWallet, ví MetaMask. Đấy, các cái dạng ví các bạn có thể sử dụng. Ở đây thì mình sử dụng ví MyEtherWallet. Đấy, sau đây các mình điền vào nhá. Ok, đã xong. Như vậy là mình đã nhận được 5 đồng LSV và giá trị dự kiến sẽ là một đồng sẽ tương đương với 5 USD và chúng ta sẽ nhận được 25 USD cho cái chương trình Aerobe của thằng này. Các bạn kiểm tra balance cho mình. Ok, và withdraw mình sẽ kiểm tra xem nào. Khi nào chúng ta có thể rút được withdraw bắt đầu sau khi chương trình Aerobe kết thúc. Các bạn có thể zone vào group để có thể kiểm tra được cái thông tin cũng như là cập nhật update. Đấy. Đây là cái group của nó nha. Nói chung là hiện tại thì chúng ta cứ đăng ký và nhận được 5 LSV coin. Và mỗi một lần giới thiệu chúng ta nhận được 0.5 LSV coin nữa nha. Đấy, thế nên các bạn cố gắng tham gia và nhận thật nhiều coin từ thằng này nhá. Phần mời bạn bè, các bạn ấn vào invite friend này. Các bạn copy cái đường link giới thiệu cũng như là những
giới thiệu bạn bè cũng như là người đăng ký sử dụng khác để nhận được thêm token từ thằng này nhá. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của mình. Chúc cho bạn kiếm được thật nhiều coin, thật nhiều tiền. Còn bây giờ xin thân ái chào và hẹn gặp lại.